Hoặc đơn, Mahaprajnaparamitajascha, tác giả, Nagarjuna, Bồ Tát Long Thọ, dịch Phạn Gia Hán, Cưu Ma La Thập, dịch Việt, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, cuốn 89, Kinh, thế nào là 80 vẻ đẹp tùy hình? 1. Đỉnh đầu không thể thấy. 2. Mũi thẳng, cao, đẹp, lỗ mũi kín. 3. Mí mắt như trăng mới mọc có màu xanh lưu ly. 4. Vành tay mọc thòng xuống. 5. Thân chắc thật như lực sĩ trời Na La Diên. 6. Khớp xương như móc câu. 7. Mỗi lần thân xoay như voi chúa. 8. Khi đi chân cách đất 4 tấc có dấu ấn hiện trên đất. 9. Móng tay màu đồng đỏ, mỏng và mướt. 10. Xương đầu gối cứng, tròn, đẹp. 11. Thân sạch sẽ. 12. Thân mềm mại. 13. Thân không cong. 14. Ngón tay tròn, thon. 15. Ngón tay đẹp. 16. Mạch sâu. 17. Mắt ca kín. 18. Thân mịn màng. 19. Thân vững chắc đi không xiêng xẹo. 20. Thân đầy đặn. 21. Thức đầy đủ. 22. Dung nghi đầy đặn. 23. Chỗ ở yên ổn không thể động. 24. Uy đức chấn động hết thảy. 25. Mọi người đều ưa xem. 26. Mặt không lớn dài. 27. Dung mạo đoan chính, không pha tạp. 28. Mặt đầy đủ. 29. Môi đỏ như màu trái tần bà. 30. Âm vang sâu lắng. 31. Rốn sâu, tròn, đẹp. 32. Lông trên thân xoay về phía hữu. 33. Tay đầy đủ. 34. Tay chân vừa ý. 35. Chỉ tay rõ ràng, ngay thẳng. 36. Chỉ tay dài. 37. Chỉ tay không dứt. 38. Chúng sinh ác tâm trong thấy hòa vui. 39. Mặt rộng đẹp. 40. Mặt đầy đặn, trong sáng như trăng. 41. Theo ý chúng sinh vui vẻ cùng nói. 42. Lỗ chân lông tỏa mùi thơm. 43. Miệng tỏa mùi thơm. 44. Nghi dung như sư tử. 45. Đi đứng như voi chúa. 46. Cách đi như ngỗng chúa. 47. Đầu như quả ma la đà. 48. Âm thanh rõ ràng. 49. Răng bén. 50. Sắc lưỡi màu hồng. 53. Lông trong sạch. 54. Mắt rộng dài. 55. Tướng các khiếu, lỗ, đầy đủ. 56. Tay chân trắng thuần như hoa sen. 57. Rốn không bầy. 58. Bụng không bầy. 59. Bụng nhỏ. 60. Thân không khuynh động. 61. Thân chắc nịch. 62. Phần thân lớn. 63. Thân cao ráo. 64. Tay chân sạch mềm mại. 65. Hào quang thân dài một trượng. 66. Thân chiếu sáng khi đi. 67. Xem chúng sinh bình đẳng. 68. Không khi khi chúng sinh. 69. Theo ân thanh của chúng sinh không quá, không giảm. 70. Thuyết pháp không sai khác. 71. Tùy theo ngôn ngữ của chúng sinh mà thuyết pháp. 72. Có nhân duyên theo thứ lớp thuyết pháp. 74. Có tướng hết thảy chúng sinh không thể xem hết được. 75. Người xem không nhàm chán. 76. Tóc dài, đẹp. 70. Màu tóc như ngọc xanh. 80. Tay chân có đức tướng. Này Tu Bồ Đề, ấy là 80 vẻ đẹp tùy hình thành tựu nơi thân Phật. Như vậy, Bồ Tát do hai trí nhiếp thủ chúng sinh, đó là tài thí và pháp thí. Ấy là việc hy hữu khó bì kịp của Bồ Tát. Làm sao Bồ Tát dùng ái ngữ nhiếp thủ chúng sinh? Bồ Tát lấy ba la mật vì chúng sinh thuyết pháp, nói rằng. Các ngươi tu 6 ba la mật thu nhiếp được hết thảy thiện pháp. Làm sao Bồ Tát lấy lợi hành nhiếp thủ chúng sinh? Đó là Bồ Tát thường dạy chúng sinh, khiến tu 6 ba la mật. Làm sao Bồ Tát lấy đồng sự nhiếp thủ chúng sinh? Đó là Bồ Tát dùng sức năm thần thông, các cách biến hóa đi vào trong năm đường cùng sự việc với chúng sinh. Đó là lấy bốn việc nhiếp thủ chúng sinh. Lại nữa, Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật giáo hóa chúng sinh rằng. Này thiện nam tử, nên khéo học phân biệt các mẫu chữ và nên khéo biết một mẫu chữ cho đến 42 mẫu chữ. Khéo biết hết thảy ngôn ngữ đều từ trong mẫu chữ thứ 2 cho đến mẫu chữ thứ 42, hết thảy ngôn ngữ đều vào trong ấy.
một mẫu chữ đều vào trong 42 mẫu chữ, 42 mẫu chữ cũng vào trong một mẫu chữ. Chúng sinh ấy nên khéo học 42 mẫu chữ như vậy. Khéo học 42 mẫu chữ rồi, có thể khéo biết phép tắc của mẫu chữ. Khéo biết phép tắc của mẫu chữ rồi khéo biết phép tắc không có mẫu chữ này. Này Tu Bồ Đề, như Phật khéo biết phép tắc mẫu chữ, khéo biết mẫu chữ, khéo biết không có mẫu chữ, vì phép tắc không có mẫu chữ nên nói phép tắc mẫu chữ, vì sao? Vì vượt qua hết thảy danh tự gọi là Phật Pháp. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sinh rốt ráo không thể có được, Pháp cũng rốt ráo không thể có được, Pháp tính cũng rốt ráo không thể có được, vì rốt ráo không, vô thỉ không. Vậy Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật cho đến thí ba la mật, khi hành bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, 37 pháp trợ đạo, 18 không, vô tướng, vô tác tam muội, 8 bội xà, định 9 thứ lớp, 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 trí không ngại, 18 pháp không chung, 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình, làm sao chú trong năm thần thông do quả báo được mà vì chúng sinh thuyết pháp. Chúng sinh thật không thể có được, vì chúng sinh không có được nên sắc không thể có được, cho đến thức cũng không thể có được. Vì năm uẩn không thể có được nên sáu ba la mật cho đến 80 vẻ đẹp tùy hình đều không thể có được. Trong không thể có được không có chúng sinh, không có sắc cho đến không có 80 vẻ đẹp tùy hình, vậy làm sao Bồ Tát hành bát nhã ba la mật có thể vì chúng sinh thuyết pháp? Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát còn không thể có được huống gì có pháp Bồ Tát. Phật bảo Tu Bồ Đề, như vậy, như vậy, như lời ông nói, vì chúng sinh không thể có được, nên biết nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, đệ nhất nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô thỉ không, tán không, các pháp không, tự tướng không, tính không, bất khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không. Vì chúng sinh không thể có được nên biết năm uẩn không. 12 nhập không, 18 giới không, 12 nhân duyên không, 4 đế không, ngã không, thọ giả, mạng giả, kẻ sinh, kẻ nuôi, kẻ dưỡng, chúng số, người, người làm, người khiến làm, khởi dậy, người khiến khởi dậy, lãnh thọ, người khiến lãnh thọ, kẻ biết, kẻ thấy đều không. Vì chúng sinh không thể có được nên biết 4 thiền không. Bốn tâm vô lượng không, cho đến 8 phần thánh đạo không, không không, vô tướng không, vô tác không, 8 bội xả không, định 9 thứ lớp không. Vì chúng sinh không thể có được nên biết 10 lực của Phật. Bốn điều không sợ, bốn trí không ngại, 18 pháp không chung không, nên biết quả Tu Đà Hoàn không, cho đến đạo Bích Chi Phật không, Bồ Tát Địa không, vô thượng chánh đẳng chánh giác không. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thấy hết thảy pháp không như vậy, vì chúng sinh thuyết pháp, không mất các tướng không. Bồ Tát khi quán như vậy, biết hết thảy pháp thông suốt không ngại, biết hết thảy pháp không ngại rồi, không phá hoại các pháp tướng, không hai, không phân biệt, chỉ vì chúng sinh mà như thật nói pháp. Thí như người của Phật biến hóa, người biến hóa lại hóa làm vô lượng ngàn vạn ức người. Có người dạy khiến bố thí, có người dạy trì giới, có người dạy nhẫn nhục, có người dạy tinh tấn, có người dạy thiền định, có người dạy trí tuệ, có người dạy bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, ý ông nghĩ sao? Người của Phật biến hóa ấy có phá hoại pháp tính chăng? Tu Bồ Đề thưa, thưa không, Bạch Thế Tôn. Các người biến hóa ấy không có tâm tâm số pháp, làm sao phân biệt phá hoại các pháp? Này Tu Bồ Đề, thế nên biết Bồ Tát hành bát nhã ba la mật vì chúng sinh đúng chỗ thích hợp thuyết pháp. Kéo chúng sinh ra khỏi điên đảo, khiến được ở vào chỗ nên ở, vì pháp không trói không mở, vì sao? Vì sắc không trói không mở, thọ tưởng hành thức không trói không mở, sắc không trói không mở thời không phải là sắc, thọ tưởng hành thức không trói không mở thời không phải là thức, vì sao? Vì sắc rốt ráo thanh tịnh. Thọ tưởng, hành, thức cho đến hết thảy pháp, hoặc hữu vi, hoặc vô vi cũng rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, Bồ Tát vì chúng sinh thuyết pháp cùng không thủ đắc tướng chúng sinh và hết thảy pháp. Hết thảy pháp không thể có được nên Bồ Tát. Không chú pháp nên chú trong pháp tướng, đó là sắc không cho đến hữu vi, vô vi pháp không, vì sao? Vì tự sắc cho đến hữu vi, vô vi pháp tự tính không thể có được không chỗ chú. Pháp không có sở hữu, không chú ở pháp không có sở hữu.
Tự tính pháp không trú trong tự tính pháp, tha tính pháp không trú trong tha tính pháp, vì sao? Vì hết thảy pháp đều không thể có được. Pháp không thể có được thời trú vào đâu. Như vậy, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, do các không ấy có thể nói pháp như vậy, hành bát nhã ba la mật như vậy, đối với chư Phật và thanh văn, Bích Chi Phật không có lỗi, vì sao? Vì chư Phật, Bồ Tát, Bích Chi Phật, A-la-hán được pháp ấy rồi, vì chúng sinh thuyết pháp cũng không chuyển đổi thật tướng các pháp, vì sao? Vì như, pháp tính, thật tế không thể chuyển đổi, sao vậy? Vì tính các pháp không có.